Đừng bao giờ ganh tị về tài sản của người khác. Có thể ganh tị về đạo đức của họ, cố gắng bắt chước và làm giống họ vậy nếu được. Quý vị có thể ganh tị về sự thiện lành của người khác, có thể ganh tị về tài năng của họ và cố gắng bắt kịp. Nhưng chúng ta không được ganh tị tài sản của người khác và cố gắng để lấy, cho dù dễ dàng. Chúng ta không làm những chuyện như vậy, hiểu ý tôi không? Dù tôi muốn quý vị sống một cuộc đời có phẩm giá, đàng hoàng, bằng cách có đủ phương tiện để cấp dưỡng cho mình và gia đình mình, tôi cũng không muốn quý vị hỏi xin người ta, vì điều đó cũng là dưới phẩm giá của quý vị, hiểu không? Thậm chí vì việc thiện. Chẳng lẽ họ không biết làm gì cho việc thiện sao? Cần gì quý vị đến đó thúc đẩy họ và nói, này, làm việc thiện đi. Hiểu ý tôi không? Vì vậy, chúng ta không phải chính trị gia, không có tham vọng chính trị. Chúng ta không cần quyên tiền, hoặc không cần mấy chuyện bầu cho tôi. Hiểu ý tôi không? Chúng ta không thể cứ làm những gì mà mình biết là không đúng. Hiểu ý tôi không? Chúng ta không ép người ta, không lạm dụng lòng tốt, không lạm dụng sự rộng lượng. Tâm từ thiện và tâm đơn thuần của họ, chúng ta không lạm dụng niềm tin nơi sư phụ của họ để làm những gì mình muốn. Cho dù tiền đó không đi thẳng vào túi quý vị, nó vẫn là không đúng. Hiểu ý tôi không? Dùng quyền lực mình có để rút gì đó từ người khác, khiến họ phải vất vả hoặc khó khăn hoặc eo hẹp về tài chánh, điều đó không bao giờ đúng. Đó cũng giống như lạm dụng quyền lực chính trị hay bất cứ gì, phải không? Tôi luôn nghe người ta nói, ồ, người này tham nhũng. Họ dùng địa vị chính trị hoặc tư cách chính quyền để lấy này, lấy kia, tài sản này hoặc tiền nọ. Nếu chúng ta làm vậy thì cũng giống nhau, hiểu không? Dùng thế lực chính quyền, dùng lực lượng sư phụ, dùng địa vị trong đoàn thể đều giống nhau. Đó là sự sai lầm lớn, 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 rất lớn. Cho nên tiện thể ta nói với quý vị tất cả điều này. Và quý vị hãy nói với nhau, đừng bao giờ làm việc đó, được chứ? Cho dù người bên cạnh quý vị là triệu phú đi nữa, hãy để yên cho họ. Nếu họ muốn làm điều gì, họ sẽ làm. Họ sẽ nói với quý vị, họ học cùng giáo lý như quý vị, phải không? Họ có cùng sư phụ, phải không? Họ không biết làm gì sao? Có cần phải ép họ không? Nếu họ không muốn đóng góp tiền hoàn toàn do ý họ, hoàn toàn từ tâm họ, thì đó là việc của họ, không phải việc quý vị. Tiền của họ không phải để quý vị theo dõi, nhìn, hoặc tìm cách quán xuyến. Ngân hàng của họ biết làm sao quản lý tiền của họ, họ biết cách, do đó họ giàu có. Cho nên đừng đặt tay vào nơi mà không thuộc về mình. Hãy tránh tay ra. Đừng bao giờ nhìn tài sản, tiền, vợ chồng của bất cứ ai. Không nhìn gì cả. Được chứ? Giữ mắt của mình ở trên mũi. Như vậy, thấy không? Quý vị chỉ nhìn phía trước. Và nếu quý vị không muốn vướng vào tình cảm rắc rối thì đừng nhìn vào điều đó, cũng đừng nhìn vào người nữ hay người nam khác. Chỉ nhìn vào bạn đời của mình và ngón chân mình. Có nhớ câu chuyện về vua Rama không? Rama, vị minh sư tâm linh, người bị lưu đày 14 năm. Tôi kể quý vị chuyện đó rồi. Vì mẹ kế của ông ganh tị và muốn con trai của bà làm vua, nhưng là ý trời. Hai anh em này rất thương nhau, cho nên mặc dù mẹ ông cướp ngôi cho ông, người em khác mẹ, ông không bao giờ cai trị vương quốc. Ông luôn luôn đặt giày của người anh lên ngai vàng và đứng bên cạnh, nói rằng ông chỉ giữ ngai cho anh cho đến khi anh trở lại. Ông không hề ngồi lên ngai đó, quý vị hiểu không? Người em khác mẹ. Và trong khi người anh bị lưu đày nơi xa suốt 14 năm hay gì đó,
Ông không bao giờ ngồi lên ngai mặc dù mẹ ông dành nó cho ông. Mặc dù anh của ông đã đi rồi, ông đặt giày của anh lên ngai vàng và chỉ đứng một bên như một cận vệ hay gì đó. Ông chỉ canh ngai vàng cho anh. Và dĩ nhiên người anh cũng có một người vợ đẹp. Sau này bị bắt cóc bởi quái vật xấu đâu đó. Rồi đó là câu chuyện dài khác, tôi không thể cứ kể chuyện cho quý vị mãi. Tôi chỉ nói quý vị điểm chính là mặc dù kế mẫu của Rama tệ như vậy, con của bà lại tốt. Đến nỗi ông không dám nhìn vào mặt của chị dâu. Ông luôn luôn chỉ nhìn nơi chân của bà. Cho nên không hề biết bà trông như thế nào. Nhưng khi họ cố gắng đi tìm kiếm bà, ông nhận ra bà bởi đôi chân. Có hiểu ta nói không? Đây là cách chúng ta nên cư xử. Quá nhiều truyện chúng ta đọc, quá nhiều truyện chúng ta đọc, quá nhiều tấm gương qua bao thiên niên kỷ. Chúng ta không thể nói mình không biết. Dĩ nhiên có lẽ chúng ta không phải là Phật, nhưng chúng ta biết tất cả điều này. Xin giữ nó, được chứ? Là người Ấn Độ giáo, quý vị biết quá nhiều chuyện về Ấn Độ giáo. Là người Hồi giáo, quý vị biết quá nhiều chuyện thanh bạch, chính trực, thánh thiện của Hồi giáo. Nếu là Thiên Chúa giáo, quý vị cũng biết giống vậy. Đừng nói với tôi rằng tôi chưa dạy quý vị điều đó. Ý tôi không phải là quý vị làm vậy ở đây, nhưng tôi chỉ nói như một ví dụ để quý vị biết, lỡ như quý vị bị cám dỗ, muốn thử. Rất dễ để rơi vào sự cám dỗ, rất khó để kháng lại. Cố gắng, được chứ? Chúng ta đều cố gắng nhé, hãy cùng cố gắng làm người tốt. Bởi vì chúng ta luôn nói, ồ, chúng ta muốn xã hội được tốt, chúng ta muốn chính quyền trong sạch, minh bạch, chúng ta cũng phải như vậy nữa. Chúng ta không thể trách chính quyền của mình. Trách người nào không trong sạch, không minh bạch nếu mình không trong sạch. Hiểu ý tôi không? Việc thiện bắt đầu ở nhà, tại đây. Phải, chúng ta làm trước. Trước khi kỳ vọng, láng giềng làm.